hấp dẫn cả nhà. Mì trộn, mì con gà, mì con gà cay cấp độ 2 trộn bắp cải, tôm, trứng, xúc xích. Đó, hấp dẫn không? Mời cả nhà nha. Chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay có khỏe không? Cả nhà ơi, trời ơi, trời mưa, trời lạnh gì vậy hả? Thì cả nhà tự nhiên bữa nay thèm mì cay cả nhà. Thèm mì cay nên là hả, chắc là sẽ làm một mẻ mì trộn cay ăn cả nhà. Đó. Và bữa nay chắc mình chỉ trộn một gói thôi, 2x. Tại kỳ trước mình làm, mình ăn mà mình trộn hai gói ăn không có hết. Tại vì gói mì nó bự quá à. Gói mì nó bự chán à. Rồi mình còn trộn rau, trộn thịt, trộn ẩm rày. Từ hôm mà đi bác sĩ thế này nó không có ăn thịt đó cả nhà. Học cũng thèm dễ sợ luôn á, thèm thịt heo, thèm thịt ba chỉ. Nhưng mà hả, thôi ráng nhịn tới đầu tháng đi thử máu lại. Rồi xong mới tính. Đó nên là giờ mình sẽ đi luộc cái bên mì này với lại tôm này cả nhà, tôm với lại xúc xích với lại hai cái trứng gà. Bữa nay mình sẽ trộn với lại bắp cải. Cả nhà biết sao ngày mà mình đổi qua ăn bắp cải không? Mình coi là trên YouTube nhiều người nói là bắp cải ăn rất là tốt, hạ đường huyết, quên hạ đường huyết gì, hạ máu, hạ mỡ gì tùm lum tà la mình không có nhớ, nhưng mà nói ăn bắp cải cũng rất là tốt nên là bữa nay mình sẽ làm bắp cải. Bữa nghe nói tốt quá chạy ra mua cái bắp cải để đó nè, rồi nay giờ lấy ra làm ăn rồi xong rồi hết đi mua nữa. Nói là mình sẽ ăn bắp cải mỗi ngày rất là tốt, bắp cải luộc, bắp cải hấp, bắp cải nấu canh gì đó cũng được hết. Nè bữa nay mình sẽ xào, nhưng mà xào với lại dầu dừa organic đó, dầu dừa đó nha, nên là không phải là dầu mỡ mà là dầu dừa organic đó. Mình bỏ chút xíu rồi mình xào sơ sơ mình trộn mì. Rồi bây giờ mình sẽ đi làm nha. Bây giờ cải. Mình chuẩn bị xào. Ở nhà giờ kiên mỡ ăn dầu dừa coconut oil, mà cái này nó là dừa organic á, là nếu mà cái này giống như là nó còn cái, nếu mà mình thắng ra nhiều nó còn cái xác trong á, nhưng mà nó không có nhiều, ít lắm, nó làm ra cái này luôn nè. Cái này thường thường mình mua về, mình lúc trước mình nấu cơm nếp rồi á, mình nấu cơm nếp rồi mình bỏ vô là nó béo. Nó béo luôn đó, khỏi cần bỏ nó dừa luôn á. Cái này, loại này nè cả nhà, đó coconut oil organic. Giờ ăn gì cũng kiêng hết trơn. kiêng hết củ hành vô trước. Xong củ hành thơm rồi thì đến đổ hai trứng gà vô. Tôm, hai trứng gà hồi để ướp la. Cho bắp cải vô, quá trời bắp cải nhiều quá. Ăn nhiều bắp cải là tốt. Đây cả nhà, một chảo bắp cải, xúc xích, tôm còn xong. Còn đây là mì, một gói mì. Bây giờ mình bỏ cái này vô đây nha cả nhà. Đây là bịch thần thánh của nó. Cay banh nóc luôn nha cả nhà. Đó, đổ vô trộn. Có nhiều đây thôi á, mà nó cay thôi đâu, không ai chịu nổi luôn á. Trộn lên. Rồi bỏ thêm hai cái trứng ốp la lên nữa nè.
ốp la mà không dám ốp la. Lúc trước mình ăn ốp la mình ăn phải sống sống, mà giờ tự nhiên hết không dám ăn sống nữa chứ. Đó. Rắc lên. Xong. Đó cả nhà, đó. Một dĩa mì trộn. Rồi, cả nhà ơi. Một mâm mì. Một dĩa chứ, không phải một mâm. Một dĩa mì trộn. Nhà nha cả nhà. Ngon. Đó. Thèm phải đi làm liền. Chịu không nổi. Mời cả nhà nha, uống rút bia, uống miếng nước trước. Rút bia này là zero sugar, không có đường nha cả nhà. Và uống hả, cử đủ thứ hết trơn, uống phải nước ngọt phải hay là zero sugar nữa. Là không có đường. Thường mình cũng ăn ít uống nước lắm mà mình nghĩ mì cay này á, chắc là cũng giữ cay dữ lắm. Này trộn với lại bắp cải. Nghe nói bắp cải ăn rất là tốt, ăn hạ rồi cũng ăn, nên là bây giờ mình sẽ, với lại bắp cải mình thấy cũng dễ ăn đó nha. Mình sẽ mua về ăn mỗi ngày nếu mà mình học chưa ngán. Luộc hay làm cái gì hay là cái gì á. Đó, giờ ăn miếng xúc xích trước đi mà cả nhà nha. Cay quá. Cay thiệt, cay thiệt. Cái này mình trộn hơi nhiều sốt cay vô nè. Vì trước hai gói mì mà trộn có gói sốt cay, thì này một gói trộn hết luôn. Có bắp cải. Bắp cải ăn cũng được. Ngon ngọt. Khoai quá. Khoai quá. Trứng thường thường ốp la. Ốp la mà thành ốp chín luôn. Thường thường mì đó nha, à, mì á mình thèm mình mới ăn chứ không thèm mình không có ăn được. Mà ngỏ lâu lâu thèm mì chứ không có mà ăn mì thế cơm được, thì khi là thèm mì mới ăn mì. Mì lúc nào cũng có nhưng mà hả thèm mới ăn. Rồi hai trứng ốp la luôn. Tự nhiên mà coi YouTube mà tự nhiên nghĩ ngay tới mì cay. Tự nhiên thèm mì. Thèm cái gì mà cay cay. Nhà ăn tôm. Tôm lúc nào cũng có. Nói tôm nhớ tôm sale nay. Nay thứ bảy còn ngày mai còn sale, nó chắc mua ra mãi mua về bịch. Ha ha.
dễ quá. Sao đó? Trộn con gối đó, mà thành một dĩa luôn đó. Hôm bữa trước mình trộn hai gối hả, mình ăn qua tới ngày sau luôn. Thì trước trộn hai gói, bỏ con gói ớt cay, gói bột cay à, rồi lại một gói bỏ hết luôn, cay quá. Ăn hai trứng gà cũng ngon. Ăn hai trứng gà mấy con tôm. Mình làm mua ban chắc không được. Làm nhiều chứ ăn bao nhiêu chứ. Ngộ quá. Ngộ, có nhiều người sao ta ăn giỏi quá là giỏi luôn biết. Cái bụng của mình sao ăn mau no quá. Mập mà sao cái bụng bự mà sao ăn mau no dữ lắm. Chỗ nào cũng ớm có cái bụng bự à. mà ăn chứ mau no quá. Gói nó bụng mà trời ơi không biết sao cho ớm. Đó bây giờ ăn vậy mình biểu đồ ớm quá. Hay là cả cay quá. Chúng ơi, cái cầm mì mà nó dính ngay chỗ cái ngoài cái da của mình thôi nó cũng nóng nữa à. Tính nói chuyện kia đó mà trời ơi, nhà nó nhỏ lại chuyện ghê quá. Hay là phải đi ăn liền đó. No quá. Làm gì sao ăn mau no dữ ta. Ăn mới có phần chưa được phần nữa à, mà no à. Ôi, cay quá. Ngon quá mà cay quá. Sưng, móm phụ không chả. Cay quá. Bữa nay nè, phải nãy bỏ nửa gói ớt thôi. Gói cay quá. Cay quá trời trời. Không ăn. Mà uống miếng nước cả ngày. Cái này đâu nè.
một dĩa mà ăn còn nhiêu đây nè đó. Mà no rồi, ăn hết nổi rồi, no quá rồi. Thôi video mình tới đây cũng dài rồi, mình cũng tạm dừng tại đây cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã đồng hành theo dõi và xem video của mình. Bye bye.